Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Thảo Yên, Hoàng Châu Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả. Trong thời gian qua, Trung Quốc và Úc đụng độ với nhau bởi vì không những Trung Quốc và Hoa Kỳ đụng độ về từ thời ông Trump cho đến thời ông Biden. Nhưng mà mới đây đó, Úc lại đồng thuận với đề nghị của phía Hoa Kỳ. Dù sao chúng ta thấy Úc, Anh, Pháp vẫn là đồng minh thân cận nhất với Hoa Kỳ. Mặc dù Úc gần với Trung Quốc và Úc nằm ở cái khu vực của Thái Bình Dương và trong thời gian qua hưởng lợi từ những cái chương trình mậu dịch với Trung Quốc. Úc á, nhập cảng Trung Quốc không có bao nhiêu nhưng mà ngược lại xuất cảng sang Trung Quốc rất nhiều. Quá tiện lợi thưa quý vị, từ Úc sang Trung Quốc rất là gần, cũng như Úc xuất cảng sang các quốc gia vùng Đông Nam Á và Châu Á nữa. Quý vị còn nhớ, mới đây Hoa Kỳ điều tra nguồn gốc của coronavirus và họ hiện nay đang áp lực với phía Trung Quốc cung cấp cho cộng đồng thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới thêm các dữ kiện về vấn đề coronavirus khởi điểm từ 2019 cho đến giờ phút này. Nhưng cho đến giờ phút này, Trung Quốc vẫn từ chối không cung cấp gì cả. Họ nói những gì mà quý vị đã biết được thì đó là những gì mà chúng tôi có được. Nhưng mà thực sự, những cái hồ sơ của cuộc nghiên cứu trong phòng thí nghiệm Vũ Hán, Hoa Kỳ muốn biết được là trước khi xảy ra cái vụ mà đại dịch ở Vũ Hán đó, phòng thí nghiệm làm gì? Và họ nói đó là có 3 nhân viên trong phòng thí nghiệm này mang cái coronavirus từ trong phòng thí nghiệm ra ngoài. Đó là lý thuyết. Nhưng mà một khi mà lý thuyết đưa ra, họ cần đi tìm hiểu mà dữ kiện từ đâu? Dữ kiện từ phòng thí nghiệm của Vũ Hán. Anh Úc cũng đồng ý với quan điểm của Joe Biden phía Hoa Kỳ. Và vì thế, Úc cũng là sát hạch Trung Quốc, nói rằng chúng tôi cùng với cộng đồng thế giới, anh Úc anh không nói là tôi cùng với Liên Mỹ, Nhật, Ấn Độ gì hết. Nhưng mà chúng tôi cùng với Tổ chức Y tế Thế giới đồng lòng là muốn Trung Quốc cung cấp thêm các dữ kiện. Và chúng tôi nghĩ rằng nguồn gốc coronavirus phát nguồn từ một cái sơ hở hay là đến từ cái phòng thí nghiệm của Vũ Hán và yêu cầu Trung Quốc phải cung cấp. Anh Trung Quốc anh đang giận phía Hoa Kỳ, bây giờ quay sang nói anh đang hưởng lợi, thưa quý vị, hưởng lợi là tại sao? Khác hẳn với Hoa Kỳ, Úc hưởng lợi mậu dịch từ Trung Quốc có nghĩa là thặng dư mậu dịch. Thí dụ như hàng năm, Úc nhập cảng 100 tỷ Mỹ Kim, nhưng mà xuất cảng sang Trung Quốc đó tới 150 tới 200 tỷ Mỹ Kim. Cái số tiền đó nhờ vào đâu? Than đá, gỗ, thịt bò, trừ, cheese, rượu vang, trứng, nói chung là ngành nông nghiệp của Úc rất là mạnh và họ có một cái hệ thống kiểm soát về vệ sinh. Chính vì vậy đó, người dân Trung Quốc, hàng Mỹ nè, hàng châu Âu và hàng Úc đó, Tân Tây Lan, Úc và Tân Tây Lan nữa là những cái món hàng đắt hơn nội địa Trung Quốc nhưng mà Trung Quốc vẫn phải nhập cảng, trong đó kể cả cái khoáng sản, thưa quý vị, kim loại nè, thép, gỗ, vân vân. Và những thứ này Trung Quốc rất cần. Họ cũng làm để sản xuất trong nước và một mặt nhập cảng từ Úc làm thành mặt hàng xong bán sang cho Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Cho nên các nhà phân tích đó trong ngày hôm nay họ nói đó, lỗ đó là anh Trung Quốc anh lỗ. Bởi vì sao? Úc rất là may trong thời gian qua vì ký hợp đồng mậu dịch với Trung Quốc. Cho nên những cái quốc gia khác, thí dụ như Việt Nam, Thái Lan, vân vân, Nhật, Nam Hàn, muốn mua hàng của Úc á, cũng khó. Bởi vì Úc nói không, chúng tôi đã ký, anh Trung Quốc là anh gặp đâu là anh gom tới đó, cho nên chúng tôi đã ký hợp đồng rồi.
Ngày hôm nay thì Trung Quốc tuyên bố không thèm mua hoặc là tăng thuế các nhập hàng của Úc. Anh Úc, may quá thì các quốc gia vừa nghe tin đó quay lại nói: Úc ơi, mày bán cho tao, đừng bán cho thằng Trung Quốc nữa. Thế là anh Úc nói: ok, bây giờ muốn mua hả? Đó là cái giá mà tôi giao cho Trung Quốc. Phía Nam Hàn, phía Nhật Bản và các quốc gia khác họ đồng ý mua. Thế là ngày hôm nay Úc cho biết đó, ngoại trừ thịt bò, thịt trừu, những cái mặt hàng và cũng như các phó sản của sữa đó, thì Úc gặp khó khăn để xuất cạn. Bởi vì cái mặt hàng đó Hoa Kỳ thừa mứa, châu Âu cũng thừa mứa nữa, chủ yếu là bên phía châu Á. Châu Á thì họ cần những cái khoáng sản để sản xuất hơn là những cái mặt hàng được gọi là xa xỉ như là thịt bò, thịt trừu vân vân, hoặc là cheese và kể cả rượu vang nữa. Trung Quốc trong thời gian qua đó, thưa quý vị, là mua không biết bao nhiêu là rượu vang của Úc, bởi vì họ nói mua rượu vang của Napa Valley của Hoa Kỳ đó nó đắt hơn so với rượu vang của Úc, thì họ mua rượu vang rất nhiều. Ngày hôm nay, kỹ nghệ sản xuất thịt bò, các phó sản từ thịt bò cũng như rượu vang là bị ảnh hưởng nặng nhất. Nhưng mà các mặt hàng khác thì không bị ảnh hưởng nhiều. Đó là lý do ngày hôm nay. Cái vấn đề Trung Quốc hiện nay nói rằng chúng tôi ngừng thảo luận các cuộc thảo luận về kinh tế với Úc cho đến khi nào anh Úc từ bỏ cái nỗ lực để áp lực chúng tôi, Trung Quốc, là phải đưa ra thêm các dữ kiện về coronavirus. Dạ vâng, thưa quý vị cũng nghe nói là chỉ còn có vài tuần nữa thôi, ngày 15 tới tháng 6 là tiểu bang California sẽ hoàn toàn mở cửa trở lại, gỡ bỏ những cái quy định là về việc đeo khẩu trang hay là phải giữ khoảng cách 6 feet ở tại những nơi công cộng. Tuy nhiên ngày hôm qua đó thì cơ quan y tế California họ đã có một cái buổi họp và bây giờ họ chuẩn bị đưa ra cái quy định về cái việc là ở những nơi sở làm mà có hơn một người trở lên đó, thì mặc dù là những người này đó có chích vaccine thì vẫn phải tiếp tục đeo khẩu trang và giữ khoảng cách, thưa quý vị. Thì cái việc này bây giờ nó gây ra những cái ý kiến trái chiều. Đó là theo như cái cơ quan này đó, nếu như mà một cái phòng hay là một cái nơi làm việc mà tất cả những người nhân viên họ đều chích vaccine hết rồi thì mọi người không cần phải đeo khẩu trang, nhưng mà chỉ cần có một người chưa chích thôi thì tất cả phải đeo khẩu trang và vẫn phải tiếp tục giữ khoảng cách 6 feet. Còn nếu như mà không thể giữ được khoảng cách 6 feet đó thì cái người chủ nhân của cái sở làm này đó phải có N95 mask, thưa quý vị, để mà cung cấp cho người nhân viên. Nếu như mà họ yêu cầu, họ nói là bây giờ không giữ được cái dưỡng khí không đủ, họ cần phải có, thì là cái nơi làm việc này phải có để mà cung cấp cho người ta. Thì và được biết cái quy định này đó là cái cơ quan này họ nói là họ muốn kéo dài cho đến đầu năm sau, là bởi vì Hoa Kỳ vẫn chưa đạt được cái herd community, thưa quý vị. Thì ngay lập tức cơ quan California Chamber of Commerce đó, họ đã lên tiếng chỉ trích và họ nói là họ sẽ kháng cáo với cái quy định này, bởi vì họ nói là từ CDC đã đưa ra cái tiêu chuẩn đó là một người mà họ đã chích ngừa được rồi thì bây giờ họ không cần đi ra ngoài phải đeo khẩu trang, thì cái quy định này nó không cần thiết, thì bây giờ không biết là có tiếp tục áp dụng hay không. Trong khi đó, tình hình ở Do Thái vô cùng biến động, bởi vì sau 12 năm trời lãnh đạo đảng cực hữu bảo thủ của Do Thái, thủ tướng Netanyahu, tin tức ngày hôm nay theo ghi nhận được có khả năng không còn là thủ tướng nữa, thưa quý vị. Theo quốc hội của Do Thái, tương tự như ở châu Âu, họ có quá nhiều đảng đi. Và qua bản tin này mới thấy đó là ở Do Thái có cả đảng Ả Rập nữa. Bởi vì khi mà mặc dù năm 1967 chiến thắng ở cái khu vực vùng Trung Đông đó, nhưng mà Do Thái vẫn có cái cộng đồng người Ả Rập sống rất là đông ở Do Thái. Cho nên họ muốn làm lãnh đạo đó, mà họ cứ muốn mà thống trị đó thì không được, bởi vì họ sẽ liên tục gặp phải cái sự chống đối của cộng đồng người Ả Rập. Chính vì vậy, khi mà thành lập chính phủ đó thì Ả Rập phải đồng ý. Thì tương tự như ở Hoa Kỳ này, thưa quý vị, thí dụ cộng đồng người Việt Nam, thành phố Westminster, mình có người đại diện của cộng đồng người Việt Nam mà không thể không chấp nhận cái điều đó được, phải không ạ?
Thì ở Do Thái cũng thế, bởi vì có cộng đồng người Ả Rập. Cho nên trong chính phủ, mặc dầu cái thành phần mà đảng Ả Rập á, nó là thiểu số, nhưng mà bởi vì đảng của Do Thái nó không đủ đa số, cho nên nó lại cần những cái người nhỏ nhỏ, những cái đảng nhỏ nó gộp lại. Thế là mấy anh Ả Rập nhìn thấy cái những cái hành vi của ông Netanyahu trong thời gian qua là tiếp tục cưỡng chế những cái vùng đất của người Palestine, và dẫn đến cái hậu quả hàng trăm người Palestine chết trong cái cuộc chiến kéo dài 10 ngày vừa qua, thưa quý vị. Và cả thế giới đã lên án bên phía Do Thái, và mặc dù cái vị thế của Hoa Kỳ phải đứng ở giữa, nhưng mà cũng gặp khó khăn để thuyết phục phía Do Thái nữa. Tình hình diễn biến này ra sao và cái nguy cơ của Netanyahu thất sủng như thế nào? Mời quý vị theo dõi thêm các chi tiết ngay sau phần quảng cáo.